Rồi ok. Đây, tập di chuyển này. Đó, di chuyển ấm, ấm, ấm. Ok, ấm, ấm, đó. Dạ, nếu mà bạn không nhanh thì đó, chúng ta bạn rèn luyện nhiều thì chúng ta sẽ có được cái phản xạ tốt. Đó, ok không? Thế là chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà để chúng ta có thể lắp đặt một cái trụ ở trụ xoay đa năng 360 độ này. Đó để chúng ta tập luyện. Ok không? À, thấy không? Đó. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ anh em cái cách để lắp đặt cũng như là đổ nước cát vào đây thành một cái trụ hoàn thiện. Thì bây giờ đây ở trên này khi mà các bạn nhận hàng về thì chúng ta sẽ có hai cái kiện như thế này. Ok ha, hai kiện hàng này là đế và này là cái phụ kiện bên trên. Và bây giờ mình khui từng phụ kiện và mình chia sẻ cho anh em luôn ha. Đây, đó, mình khui thùng mới luôn cho các bạn luôn ha, cho dễ luôn ha. Đây, các bạn lấy về. Đó, rồi mấy cái một phần như thế này. Và bên trong đây là những cái phụ kiện kèm. Đó, phụ kiện. Thì ở đây sản phẩm này chỉ gồm hai chai bóng, tương ứng hai chai bóng các bạn ha, hai chai bóng. Đây, phụ kiện cục hít, ống bơm, chim bơm. Cái tay xoay giống như thế này đó, không thiếu thứ gì ha. Này tay xoay rồi đây phần đá, ok. Còn phía dưới này là phần đế đó các bạn, phần đế dưới đây này, ok, vui luôn ha. Đây đó. Đây, khi mà các bạn nhận hàng về thì chúng ta sẽ đầy đủ những cái bộ phận phụ kiện như thế này đó, một bộ phải xả đa năng. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành lắp đặt ha. Thì đầu tiên các bạn, cái bước đầu tiên á các bạn sẽ lắp cái phần ở phía dưới này các bạn. Đây các bạn, em quay cận lại các bạn thấy chỗ đây nè. Quay cận lại. Đây, phía dưới này của chúng ta nó sẽ gồm có những cái lỗ này để chúng ta vặn cái cục hít này xuống. À, phía xương sàn nha các bạn. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vặn vào đây ha. Đó, thật sự ra với cái sản phẩm này chúng ta lắp đặt rất là nhanh nha các bạn. Đấy. Đây mình có một số bạn cũng đang loay hoay để lắp đặt sản phẩm này chưa quen thì sẵn đây mình làm một cái video để chia sẻ anh em luôn ha. Đó, đơn giản. Hôm nay mình chia sẻ các bạn lắp đặt xong đó mình test cho các bạn thấy luôn. Bộ sản phẩm này chúng ta có đáng đồng tiền, đáng để bỏ đồng tiền ra để chúng ta lấy về tập luyện không ha. Đấy, chúng ta lắp đầy đủ hết tất cả các hết ở dưới này ha. Rồi một điều lưu ý đối với cái sản phẩm cục hít này thì các bạn sẽ đặt ở đâu? Các bạn sẽ đặt ở trên nền bê tông như là nền gạch men, cái nền là mà nó có cái độ bám hít tốt các bạn. Đó. Đây, ok chưa? Rồi. Đấy, sản phẩm lúc nào cũng sẽ đi kèm như một cái để các bạn có thể thay thế khi mà sản phẩm chúng ta bị lỗi ha. Đó. Tuyệt vời. Đó, sau khi chúng ta xước được hết ok tất cả những cái cục kích này lại với nhau, ok không? Thì chúng ta sẽ đặt vào cái vị trí, đặt tại vị trí nhà mình ở ngay cái góc nào đó để chúng ta tập luyện. Đây, bây giờ mình sẽ đặt vị trí này. Đây. Đó, ví dụ như chúng ta về nhà chúng ta đặt ở vị trí này. Đó các bạn nhìn nè, mình mới cái hết xong là nó rất là cứng rồi các bạn. Đó. Nhưng mà ở đây chưa đâu các bạn, chưa phải là xong đâu. Cái tiếp theo thì chúng ta sẽ đổ nước cát vào ở trong cái đế này các bạn. Lỗ chỗ nào ta? Ở trong này nè các bạn ha. Đó. Đây chúng ta sẽ vặn ra như thế này ha. Đó. Bởi vì tại sao mình phải vặn hai cái này lại như thế này? Nhà cung cấp vặn lại làm gì? Để nó tránh thất lạc. Đó, tránh thất lạc những cái phụ kiện này ha. Đấy, thôi các bạn. Đây. Rồi các bạn xem, bên trong này chúng ta sẽ mở cái này ra. Đó, là chỗ này là chúng ta sẽ đổ nước hoặc là cát. Ở đây tại sao mình gọi là đổ nước hoặc cát? Khi mà chúng ta đổ nước thì nó sẽ nhanh và nó tiện lợi. Nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn, chúng ta đổ cát, nó trọng lượng của cát nó sẽ nặng hơn ha. Vì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổ nước luôn ha. Đây, mình đã chuẩn bị cái ống bơm, vòi bơm để chúng ta đổ. Thì nhà mình có cái này thì mình sẽ tiện lợi, còn các bạn không có thì các bạn có thể lấy thau các bạn vào đây, các bạn dùng cái ca chúng ta đổ vào cũng được ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vặn ha, vặn nước vào. Đây các bạn, ok. Đây. Đó, cho nó chạy từ từ thôi. Đó, bởi vì mình làm một mình thì mình sẽ cho nó chạy từ từ. Đó, cho mình có thể mình điều khiển được cái dòng nước đó. Ok chưa? Đấy, nó chảy nè các bạn. Các bạn nhìn nước này. Rất đơn giản các bạn.
Còn mình hướng dẫn chia sẻ các bạn cái cách đổ cát luôn. Ví dụ các bạn đổ cát thì cái lỗ nó hơi nhỏ thì chúng ta sẽ có cái cách như thế này để chúng ta đổ nhanh nhất. Là khi chai nước 5 lít chúng ta sẽ cắt một bên và chúng ta sẽ để thành một cái phễu các bạn. Chúng ta tạo thành một cái phễu để chúng ta đổ vào và chúng ta vừa đổ vừa sử dụng cái cây hay đũa các bạn. Chúng ta chọt vào cái lỗ đó thì nó sẽ tản chảy xuống rất là nhanh ha. Đó là cách đổ cát. Mà khi các bạn đổ cát thì các bạn xác định là chúng ta sử dụng cái đế luôn. Đó, chúng ta tập luôn, chúng ta không thay thế, không di chuyển được nhiều. Bởi vì chúng ta đổ ở đây thì rất là khó đổ ra. Ok ha. Nhưng mà nó sẽ nặng, nó đâm rất là tốt ha. Đó. Các bạn chờ một đợi một xíu ha. Cái này chắc tầm khoảng 5 phút sẽ đầy được cái sản phẩm này ha. Ok, để mình ra mình tăng thêm một cái áp lực nước một xíu cho nó chảy ra nhanh. Vậy chưa? Đây, tạm thời cho nó qua một bên. Đấy, cho qua một bên này. Ok, ơi nước nó chảy. Rồi, ok ha. À, có cái thang lâu. Rồi, sử dụng đây luôn, ok. Rồi, sau khi chúng ta đổ đầy nước thì chúng ta sẽ sử dụng cái này đậy lại các bạn. Đó, rất là nhiều bạn hỏi mình, anh ơi cái này nó có bị đổ nước hay không? Có bị xì nước hay không? Thì bên mình cam kết, ok ha, cam kết cho các bạn là không bao giờ đổ nước, không bị xì bể. Đó, mình cam kết cho các bạn bảo hành trọn đời về cái vấn đề đó luôn nha. Rồi ok, bây giờ tiếp tục cái phần này là chúng ta sẽ đặt cái phần đế này lên, ok, theo cái từng cái lỗ của cái sản phẩm ha. Và đây các bạn, và chúng ta vặn những cái con ốc lại với nhau. Đây, những cái con ốc này lại đây. Đó, chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ xiết đều đây. Cái này là phụ kiện ốc vít. À, các bạn, đây. Chúng ta sẽ xiết đều như thế này. Đó. Ok, chúng ta xịt đều hết ha. Rồi ok, đây các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu xiết đều hết tất cả các con ốc này lại với nhau. Đây, và ở đây chúng ta sẽ có hai cái cà lê như thế này. Đó, cà lê này để chúng ta vặn những con ốc này lại. Ok chưa? Đó, chúng ta xiết hết con ốc này lại. Xích đều, chúng ta sẽ lưu ý chúng ta xích đều tản lực tất cả các lực ra đều tay trên tất cả các những con ốc này các bạn. Xích xong hết đều tất cả con ốc này thì bây giờ đây các bạn, ở đây nè, đó cái này là cái trụ này chúng ta sẽ bọc ha, chúng ta lên luôn, đây là khui thùng nha các bạn luôn. Ok ha, đây bốn cái lỗ chúng ta sẽ đặt vào bốn cái lỗ ốc này đấy, xích đều đây. À, ok chưa? Và ở đây chúng ta sẽ có bốn con ốc này. Đây nó sẽ tặng dư một con ốc rồi ha. Đó, cứ mỗi cái nên tặng dư con ốc cho mình trường hợp ốc bị lỗi ha. Đây, ốc này có ốc đầu dù, tặng đầu đây ha. Đó, chúng ta sẽ xiết lại. Cũng giống như vậy, cũng dùng xiết đều lại ha. Đó. Đó, bạn nào lẻ tay thì chúng ta làm rất là nhanh nha các bạn. Đấy, mình làm video này chắc khoảng tầm 15 phút là chúng ta sẽ có một cái sản phẩm để chúng ta tập luyện rồi ha. Ok. Rồi, sau khi chúng ta siết chặt bốn cái này lại và bây giờ đây, đây các bạn, đây là chỗ này là chỗ căn chỉnh nè. Căn chỉnh cái trụ của chúng ta nè. Đây nó sẽ có cái phần này. Đó, để chúng ta có thể các bạn vào đây. Đây anh chị em quay kỹ cho các bạn thấy này, cho đây bật lại đây. Đấy. Ít chạy chạy. Đó.
các bạn vào đây nha. Yeah. Để chúng ta tăng chỉnh chiều cao. Chiều cao của sản phẩm này chúng ta tăng từ 1m2 tới 2m1 luôn nha các bạn. Đó, rất tuyệt vời ha. Rồi, tạm thời cứ vậy ha. Rồi, ok. Đây, bắt đầu. Cái là xo đây, bắt đầu tới phần là xo đây các bạn. Là xo. Các bạn lưu ý các bạn cứ làm từ dưới lên. Mình cứ làm từ bên dưới đi lên để chúng ta không bị quên cái phần nào ha. Chúng ta làm thì nó sẽ theo cái bài nó nhanh gọn ha. Đó. Ok chưa? Đây chúng ta sẽ đặt vào đây. Chúng ta siết con ốc sau này. Đó, nó có đi kèm hết. Ok. À, dưới này là cái lò xo nó đã đi xem sẵn. Và chỗ này nó cũng có cái la cà lê để chúng ta vặn. Vặn. Đó, một cái cà lê lớn và một cái lê nhỏ để chúng ta vặn con ốc này lại ha. Siết lại. Ok. Ok chưa? Rồi. Tiếp tục. Đây, phần này. Một phần này ha. Rồi bây giờ mình ghé thông cửa thông ra luôn nha. Đây, đây là bộ phận tay quay, bộ phận khá là quan trọng của cái sản phẩm. Đối với sản phẩm trụ đa năng thì các bạn tập chủ yếu là để phản xạ thì cái bộ phận tay quay này cũng rất là tuyệt vời. Ok các bạn ơi, quay cho các bạn ơi. Đây, ở trong này là có cái ổ bi này các bạn, để nó xoay được cái sản phẩm của mình đó. Đó, đeo, đấy, chưa. Và tiếp tục đây các bạn, cái lò xo ở phía trên để giúp cho trái bóng của chúng ta nó có thể lắc lư. Chúng ta sẽ vặn vào thôi, vặn vào và siết lại như thế này, siết chặt lại như thế này. Ok chưa? Đấy. Và tiếp theo nữa là mình bắt đầu bơm bóng ha các bạn. Mình bơm trái bóng của mình ở đây, ở bên trong đây mình phía sau này cũng có một con ốc ở đây nè, là hai con đó. Mình có thể tăng chỉnh được cái đầu này gồm 3 cấp ha. Đây, siết lại cho đủ hết điện của nó luôn. Đấy. Rồi bây giờ là chúng ta bắt đầu tới công đoạn bơm bóng. Ok, em quay cận lại cho các bạn thấy là cái cách mình bơm bóng nè. Mình có hướng dẫn cho các bạn rất là nhiều. Đây, ok. Thì sản phẩm này sẽ đi kèm theo các bạn một cái con bơm nè và một cái kim bơm nè. Đó. Đây các bạn. Đấy, ok chưa? Chúng ta sẽ vặn vào đây. Vặn đó, vặn vào đầu của cái con bơm. Ok, và ở đây sản phẩm này sẽ gồm hai chiếc bóng. Đây, bóng này thì trước khi các bạn bơm thì các bạn có thể chúng ta dò nhẹ một xíu với sản bóng phỏng, bởi vì sản phẩm, bởi vì chiếc bóng của chúng ta nó ở bên trong là nó có chất liệu bóng dẻo, cho nên chúng ta phải như thế này nó đỡ phải bị, trong thời gian vận chuyển đè ép lâu nó bị dính hơn các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta cứ thế mà bơm lên thôi. Đây, chúng ta chọt vào này. Rồi, các bạn nhớ là chúng ta phải chọt sâu và thẳng xuống như thế này đó, tránh trường hợp nghiêng đầu qua nghiêng lại nó dễ bị gãy cái đầu bơm ha. Thì chúng ta cứ bơm như thế này thôi. Đấy, bơm lên. Thấy chưa? Đó, cứ thế mà bơm lên thôi. Rồi không? Đó, bơm cho nó lên, cho nó cứng lên. Ok, đây các bạn. Khi mà chúng ta bơm gần căng, đó, căng trong vừa đủ tròn cho bóng của chúng ta ra thì chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta rút cái kim bơm này ra. Đó, thì nó sẽ chỉ tròn cái bóng như này. Ok ha. Này mình bơm cũng hơi vừa, bơm chưa đủ quá căng, chúng ta phải căng một xíu nữa ha. Đây, trong quá trình chờ đợi mình đã bơm được hai bóng luôn. Bạn đỡ phải chờ ha. Rồi, cái tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ vặn hai trái bóng lên trên này, nhưng mà có một cái điều đặc biệt quan trọng như thế này, mình giờ muốn khuyên các bạn rằng ở đây chúng ta sẽ có hai con lông đền, ba con lông đền như thế này. Để chúng ta sẽ siết vào chỗ cái này nè các bạn. Đây, chúng ta sẽ đặt con lông đền vào trong cái trái bóng này. Đấy, tại sao chúng ta phải làm điều đó? Thì bây giờ mình sẽ nói cho các bạn luôn ha. Đây đó, khi mà cái trường hợp mà bởi vì chúng ta không có cái con lông đền này đó, tuy một cái chi tiết rất là nhỏ nhưng mà nó rất là dễ bị làm hư sản phẩm của chúng ta trong quá trình tập luyện. Đây, bởi vì khi các bạn đấm thì nó sẽ rung lắc rất là nhiều. Thì các bạn cứ tưởng tượng các bạn đấm mỗi ngày, rung lắc dần mỗi ngày, đúng không? Thì sẽ bao cái ren của chúng ta nó sẽ bị tụt dần lên đó, và có thể dẫn đến tuột sản phẩm ra và có thể gãy luôn sản phẩm. Đây các bạn siết lại này đó. Rồi, con lông đền tiếp theo là chúng ta sẽ vặn vào sản phẩm bên dưới. Đây. Đó. Các bạn lưu ý không nên quên cái con lông đền này nha các bạn. Đó, một số bạn lấy về không siết cái con lông đền này vào, không đặt cái con lông đền này vào trọng tội của cái bóng này thì chúng ta tập nó bị tuột ra dần và nó gãy sản phẩm ha. Rồi, ok. Đấy. Đây là một sản phẩm hoàn thiện. Đây, mình dẹp ở đây bớt. Đấy.
một sản phẩm hoàn thiện, sản phẩm ba trụ lò xo phản xạ. Đây thì các bạn về các bạn sẽ tập luyện, các bạn tăng chỉnh theo chiều cao của chúng ta. Thường thì cái sản phẩm này chúng ta sẽ tăng chỉnh cho tầm ngang cầm hoặc là ngang đầu của chúng ta, để tưởng tượng các bạn tưởng tượng giống như cái tay này sẽ đánh vào mình chúng ta ha. Bây giờ chúng ta tăng cao một xíu nè, đó tăng hai tay này đó, nghe chưa? Đấy, tăng cái này ngang đầu tầm tương đối với tương đương với cái này ở trên đầu mình đó, mình sẽ tập đối với những người cao hơn mình. Ok, thì cái bộ phận của phần này là để chúng ta tập những đòn đấm móc. Ok, bộ phận này là để chúng ta sử dụng những đòn đá long kích ở dưới đó. Sản phẩm này để chúng ta sử dụng đòn đấm đó, đấm thẳng hoặc là đấm vòng. Ok, còn cái sản phẩm này để là giống như cái tay của đối phương đang tấn công chúng ta đó, để chúng ta tập di chuyển đất né và tập đỡ đòn, nghe chưa? Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một xíu về sản phẩm này. Mình lưu ý với các bạn rằng những cái sản phẩm về phản xạ, không chỉ về phản xạ đa năng mà tất cả những cái dòng phản xạ thì chúng ta sẽ sử dụng lực ít lực thôi nha các bạn. Chúng ta chủ yếu là chúng ta sẽ tập những cái đòn tốc độ nhanh đó, những đòn phản xạ tốt, đòn tốc độ nhanh đấy, để chúng ta tập tốc độ tập di chuyển, lách né, tập phản ứng của chúng ta, chứ không phải chúng ta dùng lực. Dùng lực thì mình khuyên các bạn nên dùng hình nộm, hình người đó các bạn, hoặc là thủ đứng đấy các bạn, đó thủ đứng tại bên này là hình người đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng lực mạnh hơn. Còn những sản phẩm này tập phản xạ mà các bạn về các bạn dùng lực, bạn sử dụng mạnh thì nó sẽ rất là nhanh xuống sản phẩm, nhanh hư đó. Cho nên một số bạn cứ lấy về tập đấm đung nó không đúng mục đích của nó thì sẽ rất nhanh dễ hỏng, và các bạn quay lại chắc mình anh ơi sao sản phẩm nó dở vậy anh đó ha. Cho nên mình muốn khuyên các bạn này, các bạn coi video tới đây các bạn thì hiểu được vấn đề là sản phẩm tập phản xạ sử dụng để phản xạ đó đúng mục đích thì nó sẽ ok, nó sẽ bảo quản được sản phẩm tốt và tốc độ cũng như là những cái bài tập chúng ta được hiệu quả hơn ha. Rồi ok, đây tập di chuyển này, đó di chuyển ấm ok ấm đó, nếu mà bạn không nhanh thì đó chúng ta bằng rèn luyện nhiều thì chúng ta sẽ có được cái phản xạ tốt đó. Ok không đó, ok không đó, đó ok đó, đó di chuyển này đó mày đó đó, chúng ta vừa tập vừa nương không, thấy chưa đó, đỡ đây đúng nè đó, chúng ta vừa có thể tập boxing, đó đây cũng đủ này, tấm này đỡ đây đó, tấm đỡ đây, tấm này thủ này di chuyển này đó, đỡ đây đó đó, nghe chưa? Đây giờ mình cứ thủ ra tấm bóc vòng này đó, đỡ lại này đó đó đó, chúng ta di chuyển liên tục đó. Nghe chưa? Rất là sướng các bạn. Ừ đúng rồi, nãy giờ quên thêm phần góc kích ở dưới. Tấm đá. Tấm đá. Ok. Đó. Đó. Ok. Đấy, tắt em. Nhưng để xíu. Rồi. Các bạn vừa bài rồi các bạn. À, ví dụ như các bạn là canh nè, canh cái bạn chúng ta tới đây là có thể né được đòn đấm nè, thì lúc này chút mở chúng ta sẽ thủ này đúng không? Bây giờ chúng ta nhẹ từ cao mặt hơi trước nè, đó chuyển nè, đó được chưa? Nè lại nè, từ cao tới trước nè, di chuyển nè, đó được chưa? Bạn chưa quen thì bạn tập chậm nè, di chuyển nè, đó được chưa? Tập được đòn né nè, di chuyển nè, đó. Còn bạn nhanh quen rồi thì bạn tập nhanh lên, đó nhanh lên, đó ok. Đó, ở đâu hoặc là như đứng đầu khi lên xuống thì cái này mình được nghe đơn giản hơn một chút, chỉ cần tùng cái chân xuống một chút thôi đó, tùng chân xuống thôi đó, ok không, ok chưa đó, chỉ cần tùng chân xuống một chút thôi
đó là né được rồi. Ok ha. Rồi ví dụ bây giờ liên quan tới thêm một đòn nữa, lui ra và tiến tới, ok chưa? Ví dụ như này đúng không? Hả? Lui qua và tiến tới đó. Đó, ví dụ như các bạn tưởng tượng nè, đối phương nè, đó như thế này tấn công mình không, lui ra và tiến tới này không, được chưa? Đó, lại nè, thủ nè, lui ra và tiến tới đấm nè không, lại nè, thủ nè, lui ra tiến tới đấm nè không, được chưa? Lui ra, lui ra đó, lại nè, lui ra đó, được chưa? Đó không, nghe chưa? Lại nè, nhanh nè, thủ nè, đấm nè, thấy chưa? Nghe chưa? Đó, chúng ta tưởng tượng giống như là chúng ta hòa mình với cái sản phẩm, giống như này là một con người đang đánh với chúng ta, cái tay chúng ta di chuyển lách né liên tục đó, thấy chưa? Đỡ cỡ nào cũng được, thấy chưa? Đấy rồi, cái đây là đồng móc nè, kết hợp thêm đồng móc, ví dụ vậy đó, kết hợp thêm đồng móc đó. Đấy, cái này tập phản xạ thì ở đây là chúng ta khi mà các bạn tách đòn ra như thế này thì chúng ta tập được những cái đòn phản xạ rất là tuyệt vời rồi đó, rất là tuyệt vời rồi, thì chúng ta sẽ kết hợp rất là nhiều bài tập khác nhau đó, ok chưa? Lúc đó chúng ta sẽ kết hợp. Đấy, ok, các bạn biết cách tập với sản phẩm này thì chúng ta sẽ vừa nâng cao được cái thể lực, vừa nâng cao được cái khả năng nhanh nhạy tốc độ chúng ta đó, vừa để bảo quản sản phẩm tốt. Còn các bạn cứ vô mà tung 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 thì sẽ rất là nhanh hơn, ok ha. Rồi bạn nào quan tâm tới sản phẩm này cứ bấm like tim và alo 0 số 0 77 6 7 6 8 99, ok ha. Rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.